Chiều nay, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật thành phố Đà Nẵng tổ chức hội thảo tham vấn ý kiến dự thảo quy hoạch thành phố giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đến dự có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh. Căn cứ theo quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ, Đà Nẵng đã triển khai xây dựng dự thảo quy hoạch thành phố giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, và đến nay đã báo cáo sơ bộ lần 3. Mục tiêu là công cụ để thành phố hoạch định chính sách và kiến tạo động lực phát triển, đề xuất các định hướng và giải pháp để phát triển Đà Nẵng theo hướng bền vững trên các trụ cột kinh tế, xã hội và môi trường. Tại hội thảo, lãnh đạo các ngành, đơn vị và chuyên gia đã tham gia nhiều ý kiến góp ý vào dự thảo, trong đó đề nghị cần nghiên cứu mô hình đô thị cho thành phố. Với Đà Nẵng là một thành phố mà không quá bị ràng buộc bởi những cái cũ, cái cổ, cái cổ, thì bất cứ mô hình nào với Đà Nẵng hiện nay đều là phù hợp hết. Vấn đề là chúng ta chọn mô hình và chúng ta giải quyết mô hình nó như thế nào. Ví dụ chúng ta nói rất nhiều đến cái thành phố thông minh. Tuy nhiên, trong cái sử dụng đất, thực tế là nó là câu chuyện quan trọng nhất để giải quyết một cái bài toán thông minh thì chúng ta thực sự chưa được quan tâm. Sử dụng đất mà nếu không thông minh thì cho dù chúng ta có gắn nhiều công nghệ chăng nữa thì nó cũng không thể nào thông minh được. Đề cập đến vấn đề phát triển hài hòa và bền vững, các ý kiến đại biểu cũng đề nghị chú trọng hơn về vấn đề xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị, cũng như phát triển văn hóa, văn học, nghệ thuật. Theo tôi, trong phần phương án, nên đề cập thêm các phương án tăng cường xây dựng văn hóa công sở, văn hóa học đường, văn hóa kinh doanh và quan trọng hơn là phương án quy hoạch công nghiệp văn hóa. Riêng nguồn nhân lực lãnh đạo quản lý văn hóa và nghệ thuật cần căn cứ vào giải pháp xây dựng hệ thống tiêu chuẩn chức danh, nghề nghiệp chuyên ngành văn hóa nhằm đầu tư quy hoạch đào tạo và đào tạo lại nhằm nâng cấp đội ngũ này, góp phần thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư tại hội nghị văn hóa toàn quốc vừa qua. Trong quy hoạch thành phố lần này, các đại biểu cũng nhấn mạnh vấn đề hết sức quan trọng cần đề cập phù hợp là vấn đề liên kết vùng giữa Đà Nẵng và các địa phương trong khu vực, nhất là với Quảng Nam. Điều quan trọng nhất là hai lãnh đạo của hai địa phương cần thường xuyên phối hợp chặt chẽ, trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc và giám sát các đơn vị chuyên môn triển khai các nội dung công việc mà hai địa phương đã thống nhất. Hàng năm cần có tổ chức cuộc họp giữa hai địa phương để đánh giá tổng kết những nội dung đã làm được, những nội dung chưa làm được, đánh giá những khó khăn thuận lợi trong công tác phối hợp giữa hai địa phương và đồng thời thì khẳng định lại quyết tâm cao trong những năm tiếp theo để phục vụ cho một mục đích cao nhất là cùng nhau phát triển, đem lại một cuộc sống thịnh vượng cho người dân Quảng Nam Đà Nẵng. Góp ý vào quy hoạch thành phố giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, các đại biểu cũng đề cập nhiều nội dung cần đánh giá về các vấn đề thu hút đầu tư, phát triển du lịch, phát triển kinh tế gắn với đảm bảo quốc phòng an ninh, về quy hoạch giao thông, bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học, việc đào tạo nguồn nhân lực.